Vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, Dreamer trinh thám mang tên Adi Oguri no Jikenbo, với nữ chính là thành viên AKB48 Oguri Yui đã được thông báo sẽ bắt đầu được phát sóng vào lúc 16 giờ JST ngày 26 tháng 6 năm 2022 trên TV Tokyo. Ngoài Oguri Yui, Dreamer này còn có sự tham gia của các thành viên AKB48 khác bao gồm Yamazaki Sora, Yamauchi Mizuki, Sato Minami, Nagatomo Ayami và Shimizu Maria. Link video giới thiệu Dreamer ở bên dưới phần mô tả video nha.